Cho Quyên xin được gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các vị khách quý cùng với rất rất đông đủ những khán giả Đà Nẵng đang ngồi đây, đang chứng kiến một chương trình quá là đặc biệt và quá là tuyệt vời. Khi cô đứng ở sân khấu, thực sự bản thân Quyên là một người nghệ sĩ đã rất lâu năm đứng ở sân khấu lớn rồi. Thế nhưng mà ngày hôm nay, khi mà Quyên may mắn vì Quyên trước khi lên sân khấu, Quyên được đứng ở trong hậu trường, Quyên được ngắm rất kỹ các bông hoa đẹp trong đêm nay bản thân Quyên hồi hộp và tự nhiên còn có một cái cảm giác là mình giống như một thí sinh chuẩn bị bước ra sân khấu để dự thi. Thực sự, một sân khấu quá đẹp, quá lộng lẫy, quá mỹ miều, đúng với tinh thần rất rất là đặc biệt của chương trình đêm nay Miss World Việt Nam 2019. Và Quyên tin rằng đêm nay sẽ là một đêm tôn vinh sắc đẹp, thực sự công tâm, thực sự chất lượng, và ấn tượng bởi những vẻ đẹp quá tuyệt vời của tất cả các thí sinh năm nay. Quyên ngắm nghía mà Quyên thấy rụng rời luôn đấy. Quyên nói thiệt. Và rất hạnh phúc vì Quyên được là một trong những người nghệ sĩ tham gia chương trình này. Và cứ nhìn xuống phía dưới kia thì ngoài rất nhiều những bông hoa đẹp, những hoa hậu, những vị khách quý thì có những gương mặt đã gắn liền với những chương trình sắc đẹp đó là những tên tuổi rất là uy tín thì quyên còn phát hiện ra có một người anh là một ngôi sao lúc nãy cũng đã xuất hiện trong chương trình đúng vai trò của mình là một người ca sĩ nhưng hôm nay ngoài vai trò của mình thì anh còn có một vai trò đặc biệt nữa là một trong những người cầm cân nảy mực cho chương trình ngày hôm nay vậy nên là bây giờ quyên muốn mời anh lên đây là để anh thử chấm điểm xem À, cái cô gái đang đứng ở sân khấu đã quá 15 năm tuổi thi hoa hậu. Năm nay liệu được bao nhiêu điểm? Yeah. Em đã bối sẵn tóc rồi để có gì đội vương miện cho nó tiện hả anh? À, xin một chào áo tay để chào đón anh Đam Vĩnh Hương. Và bây giờ sẽ là một tiết mục rất đặc biệt, mời quý vị cùng thưởng thức.